Đây. Tinh cúc nè, tắt cái tinh cúc đây bỏ vô mùng luộc để mình nấu súp nhỏ này. Có tính ngày bự không? Mình không thích ăn mấy tính ngày ta, mình cứ ăn tính gà cũng uống thôi, nhưng ít khi tính vịt lộn cũng vậy, ban ngày tính vịt lộn khó mua lắm cũng ăn ít. Tên cúc đã cái đây cũng là mình đang cũng ăn. Ê, cha có cái tướng mì bở à. Mì bở cái tướng à. Ê cha, mì bở à. Bỏ vô luôn, nước sâu rồi ta. Bỏ từ từ à. Bỏ lẹ bở hết à, tướng bự à, cái tướng bự à. Tính ngày chắc chỉ nấu súp ăn thôi, còn nếu thức ăn tướng bự là tướng gà ăn. Đây hũ đây cũng khoảng 100 đồng á, có chỗ bán 100, có chỗ bán 85, nhưng mình hũ đây xong được cái hộp đẹp không, lát là chắc mình lột bỏ này luôn. Đấy. Đây chờ nước ra sau xong rồi cha bỏ xíu muối nữa, muối đó muối đây, muối đây ăn nước à. Ôi trời. Sao à? À, súp ra đây. Cái tính là đã chưa? Cái này các anh dám ta. Mình thích ăn dám. Đó chưa, đây một son luôn à, son này ăn ăn biết mấy ngày đây, chắc ngày hết à. Ăn cho mát ngủ cho ngon.